Hello, xin chào các bạn. À cô, à chú. Đây các bạn ơi, bữa nay hai mẹ con sẽ ăn mì cay các bạn ha. Ở đây thì có thịt heo hồi nãy mua nè, thịt trường nè. Đây, nó có cái gân nữa không nữa các bạn. Đó, thì có thêm xà lách, có thêm sầu riêng các bạn. Sầu riêng rất là thơm. Đây là cái loại sầu riêng mà Mary có thể nói là ngon nhất trong tất cả các loại sầu riêng mà Mary đã từng ăn. Cái đợt video vừa rồi các bạn nha, và Mary đi chợ lúc nào cũng để ý cái hiệu này. Nhưng mà không thấy, chỉ có TNT lần này có các bạn ha. Vừa rồi là Mary cũng có đi TNT kiếm cũng có luôn. Nên á, một hồi Mary sẽ ăn thử một lần nữa, nếu mà nó ngon giống như đợt vừa rồi thì các bạn đi chạy lên đó mua. Can I have some paper real quick? Ok. My nose is... Bây giờ bạn biết sao không? Ba mẹ con bệnh hết. Vui ghê luôn. Để mình kéo cái áo này lên. I'll be late too. Ok, đi lấy nước trước. I'm sorry. Sợ cay. Con sợ lắm. Đây. Bây giờ thì bắt đầu mời các bạn ha. Mình sẽ múc cho tham mì vẫn còn nóng nữa. Ở trong này sẽ có để nấm nữa. Ui. Bây giờ là ba mẹ con bị dị ứng thời tiết á, chắc là bị lây từ Mary hay gì không biết nữa. Ai, nấm nè, có hai loại nấm. Ra thêm mì nấm nè. Cái gì á? Ồ. Cho mẹ uống nhé. I always, when I'm about to eat something spicy, I always drink water first because I'm scared. Rồi, ok, mời cô chú nè. Nói, dạ. I don't have a... Đây, cái đó cho con đó. Mời các bạn ha. Bây giờ thì bắt đầu nè. Can you see a mushroom? Nấm. Trời ơi, nó cay. Nấm chứ. Chưa gì đã cay rồi. Hay là mình ăn cay yếu rồi ta? Cầm lên con. Cay không? Yes. My ears. What are my ears? Thôi, mình cảm thấy là ăn cái này nên ăn với lại nĩa các bạn ơi, tại mình cuốn cuốn cho nó đỡ dính cái môi á. Nó sẽ đỡ cay. Nghe chưa gì mà đã sợ rồi. Rồi mời các bạn ha. Cay mà nó ngon. Can I have some water? Okay, now your lipstick is on the cup. Kể xong môi dính cái ly. Wow, mì ngon thiệt á. Okay, I'll eat and bình thường nó ăn hoài mà bây giờ tự nhiên ăn nó sợ. Thịt ngon quá. Okay.
trying to blow the spicy away. Muốn khóc rồi nè. I'll help you. Okay, mà bị sổ mũi nữa, ăn cái này nó đã giống như là nó vừa cay vừa khóc thoải mái luôn. Khóc cô chú không biết. Khóc tại bệnh á. Ăn cái này thật sự không cần nhai đâu các bạn. Cái cọng mì á, nó dai dai nhưng mà nó mềm á. Yep. So what meat is it? What kind of meat? Thịt heo á. Ăn này có nhiều ngon. Ngon. Kêu ăn lên trong. Trứng này nè. This is distracting you from the spicy. It's like making the spicy say bye-bye. Mmm, thật ngon quá. I love it. Can we get more if you go to G&T again? Nè, ăn cái cơm ngon không? Yeah. Của G&T. Ăn này nó mát, tôi cho mình ngưng miếng luôn nè. Ăn mì cay bao nhiêu, ăn này đã bao nhiêu. Buồn ngủ. Sao thế vậy?
Ngon quá. Một hồi rớt răng luôn à. Giống thiên nè, tận nhục thiên nè quá bạn ơi. When she was eating gum, gum. Uh-huh. How do you say teeth? Răng. Răng. How do you say, wait. My, đi ra. Răng mới đi ra. Theo mày nói tiếng Việt nghe không? Nó ăn gum xong rồi răng đi ra. Đã thì cũng đúng nhưng mà không phải đi ra. Đớt. Đớt. I was thinking to say that or đi ra. Cái nào cứng quá đừng ăn, ăn cái nào mềm mềm thôi. Ừ, cái này ngon nè. Cái này nhiều thịt quá. Nhìn ngắn. Ăn cái nào thịt thôi. Hoặc là cái này nè. Ăn cái thịt đó. Cái này nó ăn gum xong rồi rớt cái răng trong cái gum luôn. Yeah, ừ. Nhưng mà cái mà mới mắc cười á, không phải tội nghiệp á, là nó cái đêm đầu tiên á là nó quên để cái răng của nó ở dưới đầu gối. Là bình thường nó kêu là có cái tooth fairy á, là cái thần tiên nhỏ nhỏ để mà lấy răng đó. Mày không biết kêu cái gì tiên Việt Nam, là nó quên nên thành ra tooth fairy không có đem tiền cho nó. Xong rồi đêm thứ hai, excuse me. It's okay, I didn't hear that. Oh, I heard that. The microphone is right here. Oh. Uh-huh. Let's check microphone. Okay. Go. Nó lớn rồi các bạn, nó biết là tooth fairy á là Mary chứ không phải là ai hết trơn á. Xong rồi cái bữa hôm sau kêu mẹ ơi nè, cái răng của con nè. Xong rồi tối nay con sẽ để dưới đầu gối của con. Con hy vọng là cái tooth fairy sẽ đem đưa tiền cho con. Xong rồi nó ngủ. Đêm thứ hai nó để dưới gối rồi nhưng mà không có tiền. Mày không nhớ. Không nhớ cái vụ đó các bạn. Tới bây giờ vẫn chưa có tiền luôn, tooth fairy. Xong rồi nó kêu, sáng hôm sau nó kêu mẹ ơi con, tooth fairy không có cho con tiền. Con để dưới gối rồi. Bữa kia thì con quên mà bữa sau là con để dưới gối rồi mà không có để. Xong rồi mẹ chọc nói là chắc là tooth fairy bị Covid chết rồi. Nên là tooth fairy không có đem tiền cho con. Và nó biết là Mary ấy, chứ không phải là ai hết trơn. Xong rồi á, nó làm gì hoài không được. By the way, do not let little kids listen to this part. But I found out that the tooth fairy was fake when I was 7. Okay. Xong rồi á, hai đêm không được luôn các bạn. Không được tiền nên thành ra cái ngày hôm sau là ngày thứ ba. Kêu kêu thẳng Mary luôn nha, không phải là kêu gì đó. Tooth fairy, kêu Mary là tooth fairy. Nói là con cần 27 đô thôi. Con không có cần tiền nhiều, con cần 27 đô là tại vì nó muốn mua sách ở trong trường là 27 đô, có hai cuốn sách. Xong rồi nó xin tooth fairy là cho con đúng 27 đô thôi, không cần nhiều. Ngon. Mì tương đen mới mua nữa. Tính là sẽ làm cho nó ăn mà thôi. Hai mẹ con cũng ngại luôn. Ăn cái này. Ăn cái này. This is only my second bite. Bữa nay là mày ăn ít nhỉ? I want this in case. Mm-hmm. I'm just gonna keep it right here, right next to me. Thank you. I see Korean people eat it so fast. Mm-hmm. They just eat it like it's normal. It's nothing.
But like anybody can do it. They just act like this. Trời ơi, cái áo của Mimi sexy quá. Kéo cho sexy bên này luôn. Đó. Oh, this is a big one. Thank you. Bữa nay là ngày thứ 5 khi Mimi luộc ra. Nó ra gần hết, nhưng mà chỗ này vẫn còn chưa có ra hết mà. Nhưng mà mấy cái chỗ này ra hết. It looks better. Với lại á, mày có đánh kìa đó, phấn bột á, cho nó không có bị đổ mồ hôi khi mình đi ra ngoài. Vì vậy nó rất là thích nằm ở đây. Nhất là mình ngồi đây mình ăn hoặc là mình nói chuyện á, cũng thích lắm. Các cũng buồn á. Ăn chưa xong mà cái bụng nó nóng à. Nóng không con? Là mấy cái nấm này nhỏ, mấy cái cọng nấm bữa bữa hồi nãy đó, là mình mua hơi lâu rồi nên thành ra thôi để mình ăn đi. Nấm bữa không ngon bằng nấm nhỏ. Nấm nhỏ ngon hơn. You're eating it a lot and you still didn't drink any water. Well, you drink not a lot, like me. I drink a lot of water. Kiwi's sleeping. Meh. How do you, wait, is cat Vietnamese mèo? Mèo. Mèo. Mèo ngấu. I mean, that sounds like mèo ngấu. Mèo. Mèo. Mushroom. Can you think China can handle it? Cay quá. Thế mày ăn sầu riêng ha, ăn sầu riêng ngon. Nhưng lại nó không có cay. Giống như là ăn like ăn kem vậy đó. Uh-huh. Hay là bây giờ mình ăn ăn sầu riêng đi. Con ăn xong chưa? I don't know. Hỏi nó ăn xong chưa, nó kêu nó không biết. Bây giờ ăn sầu riêng đi, cay quá. Để kiếm cái miếng nào. Cho thêm miếng miếng này đi. The peach ice cream we got today. Ngồi xích quá đây. Oh yeah, con để đâu vậy? Oh, thank you. Yeah, thank you. Hồi nãy mẹ kiếm. Rồi. Wait, wait for me. Okay. Ui, cái này. Ui, cái này là nguyên miếng bữa này chắc. Lạnh lắm. Lạnh lắm. Để chia, 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 chia. À. Yummy. Lạnh quá mà. I can't hold it. Kiếm cái gì? Con không biết mẹ kiếm cái gì. Cái gì lạnh luôn. Các bạn đi mua liền, mua cái hiệu này nha. Cái này là Montan nè, hình như là đây cái tên đây, đây ở đây ngay đây cũng có các bạn. Can I actually try some of the peach ice cream? Okay. Tại vì mới đã thử rất là nhiều sầu riêng, mới bị ghiền sầu riêng các bạn ơi, ngộ ghê luôn á, bị ghiền. Nhưng mà kiếm hoài không được, mà mua mấy cái loại đông đá thì
hên xui lắm mà toàn dở không à, mua tươi cũng dở luôn. Không. Chỉ có loại này thôi nha. Loại này là mới có thể nói là ngon nhất trong tất cả các loại mà mình đã từng ăn đông đá các bạn nha. Mình không có nói tới cái chuyện mà ăn tươi hoặc là ở Việt Nam hoặc là ở nước châu Á mình có cái này, nghĩa là ở đây ở nước ngoài. Nó béo béo, không có quá ngọt mà nó rất là thơm. Các bạn nào mà bán sầu riêng á, có nhập được cái loại này thì nhập cái loại này. Nó ngon. Sao mẹ ơi, tao không ăn nữa hả? Wow, trời ơi, thay mẹ ơi, ngon quá. Ăn cái đó, cay xong rồi ăn cái này, trời ơi, xuất sắc. Xuất sắc là excellent á. Excellent, what? Excellent. Oh, excellent. Wait, what is it again? Xuất sắc. Is that Vietnamese? Bana? Some of Bana? I want to eat it, but it's so cold. Lên đây. Mà ngon quá. Lần quá mà ngon quá. Sao mày đang tập nói? Nó tập nói tiếng Bana luôn. Nếu mà nó bên Mỹ này nó tập nói tiếng Bana. Bên này nó nói tiếng Việt. Con biết. Con nhớ. Mesmer. Mềm mơ chân. Yeah, I want fried rice. And I'm learning French. I'm learning a lot of language. I need paper. My fingers are frozen right now, mommy. My fingers. I feel like mommy doesn't care about the cold. She just wants to eat it. Ngon quá mà. Lạnh quá. Ngon quá. Giống như là ăn bún vậy. Giống như là ăn phở vậy. But instead, I put it on a spoon. Because, why not? You're eating so fast. I'm still on my way. Ngon quá mẹ ơi. I'm so happy right now. Ngon quá mẹ ơi. Thật sự là ăn đồ ăn ngon vui lắm mẹ ơi. Nhưng mà cái cảm giác này mình nghĩ là không phải ai cũng hiểu được các bạn. Thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi là tại chỗ của mình rất là nghèo luôn các bạn, có đồ ăn là vui lắm. Cũng có thể là như vậy nên thành ra cho tới bây giờ dù là mới có thể nói là không có thiếu đồ ăn, nhưng mà ăn đồ ăn mà đồ ăn ngon, trời ơi, hạnh phúc không có bạn. Mới cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc ăn à. Nên xin các bạn nếu mà muốn làm phiền mới thì làm phiền giờ khác, đừng có làm phiền giờ mới ăn. Ăn mà bị làm phiền tức quá. My fingers feel so cold and numb. And sore, I can't feel it. Chắc bị tê luôn rồi. Feels like I'm putting my hand in an ice cube.
My nose is stuck. I can't feel my fingers. Is it cold? Ah. Mm. I'm gonna keep eating it. Ow, for her. Nước ta ra ra. Cắn miếng bự quá. Mà nó ngon. Mà mua liền, mua liền. Tại vì không phải lúc nào cũng có. Này đi TNT ở trên đường, như là đường Dân các bạn nha, Dân với là Highway 7 hay vòng vòng đó. Các bạn kiếm TNT. Mà mới không chắc là TNT cái location khác có các bạn ha. Ở chỗ này lần rồi mới đi, mới cũng đi kiếm cái này á, không có. Bữa nay là đi là tại hai đứa này muốn đi shopping ở trên đó, có nhiều tiệm hai đứa thích á, nên thằng đã dắt hai đứa. Xong rồi sẵn thấy, trời mừng. Mà không dám mua nhiều. Một hộp này là 16 đồng. Cái này là của Thái Lan. Chưa coi mà nói luôn của Thái Lan các bạn ơi. Mà tại vì mới nghĩ gì. Dạ. Của Thái Lan. Ngon quá. I took a seed. Nhớ đó. Nhớ luôn. My mouth is burning. Mình đang muốn cho các bạn nào mà ở nước ngoài á, các bạn ở Việt Nam hoặc là châu Á thì các bạn dễ kiếm rồi, nhưng mà ở nước ngoài cái này là ngon hơn là ăn tươi luôn nha, mua tươi nha, ngon hơn ăn tươi luôn, nó rẻ mà nó ngon. Hái chưa nè? Đâu rồi baby, đâu lấy baby cho cô chú coi cái baby của cái này nè, đấy đi lấy đi mệt. Đi shopping mua cái mà con búp bê mà nó đang ôm đó là cái sandwich phải không? Burger. Oh burger. Yeah burger. Mua rồi đúng không ạ? I'm getting juice. Xong rồi một hồi nó quay qua, nó kêu sandwich phải có con, mà mua mẹ của nó không được, không có con của nó không được, phải mua mẹ rồi phải mua con cho nó. Đem hai cái cho cô chú coi luôn. Hai cái luôn. Nhá. Yeah. Đó, nên thành ra là phải có mẹ con đó. Rảnh quá. Đó, thấy chưa? Xích lại đây, xích lại đây. Coi chừng trúng cái này. Ok, cô chú thấy rồi. Đó, thấy chưa cô chú? Bữa nay là trời ơi, ngon quá. Bữa nay là đi shopping là chủ yếu là mua đồ toàn là hai đứa thôi. Mua quần áo cho hai đứa thôi mà. Đó, giờ á là mình rất là ít khi mua đồ với lại excuse me. Chứ lại mua đồ cho hai đứa là lúc nào cũng mua đồ sale các bạn ơi. Mà thật sự là cái đồ sale á thì không phải là không tốt hay là cái gì hết, nhưng mà thật sự thì nó sẽ là đồ nhiều khi mình không có cần thiết các bạn. Nhưng mà tại mình thấy rẻ mình mua, nhưng mà mình không có thật sự cần, hoặc không có thấy thật sự đẹp, nhưng mà giống như là mình thấy rẻ xong rồi mua. Nhưng mà cái vụ đó cũng nguy hiểm lắm nha các bạn nha. Nhưng mà bữa nay mới đi thì mới mua đồ cho nó là toàn là có thể nói là đồ mà nó thích. Giờ mới sẽ cho nó mặc từ từ cho cô chú coi ha. Mà phải chịu làm đẹp đi. Các bạn ơi, có một cái nữa là các bạn nhiều khi á, các bạn không hiểu được là ví dụ như là mới đi ra ngoài đường hoặc là đi ăn ở nhà thôi mà không cột tóc hoặc là không có bận đồ đẹp, không chịu các bạn ơi. Nên thành Amri thì muốn hai đứa tự do, giống như là tự do thoải mái ở trong nhà cũng vậy. Giống như là Amri có thể hỏi là thêm mẹ ơi, con mẹ cột tóc cho con ha, giống kiểu vậy đó. Hoặc là con bận đồ này hay đồ kia vậy đó, mà nó không thích thì Amri cũng thôi, ở nhà mà sao cũng được. Nhưng mà các bạn không hiểu thì các bạn coi xong nói là mẹ thì lo làm đẹp, không lo cho con, nhưng mà con thì muốn tự do các bạn ơi. Giống như là cột tóc á, nó khó chịu lắm á. Trời nóng thì mình mát, nhưng mà cột lâu là các bạn sẽ bị đau đầu nha, bị nhức nha. Không biết các bạn có không? Tha mẹ có, Mary cũng có. Là giống như là bị nhức, nên thành ra nhiều khi cột là lúc mà mình làm video thôi, hoặc là cột khi mà mình đi ra ngoài đi chơi kiểu như để mình làm đẹp á. Còn nếu mà ở nhà thì cứ thả bụi xù cho nó thoải mái mà. Nên
nên hai đứa này ở nhà không không thích cột. Bữa nay là làm đẹp tại hồi nãy đi chơi á là nó chịu rồi. Thứ hai nữa là quần áo, nhiều khi các bạn kêu sao mà cho nó bận đồ, kiểu như là nhiều khi đồ ngủ hoặc là đồ không đâu hết á. Nhưng mà hai đứa này thứ nhất rất là thích bận áo ba của nó, tới bây giờ đồ áo ba của nó ở đây còn rất là nhiều cho hai đứa bận ngủ. Oh, thank you. Và thứ hai nữa là đồ của mẹ. Đồ của mẹ mình. Hai đứa rất là thích bận đồ của mẹ mình. Đừng có làm mặt xấu vậy. À, thứ ba nữa quên rồi. Đang thế này mẹ đang nói chuyện, con nói vậy con chọc mẹ, mẹ quên luôn. Mẹ cắn miếng à. Okay, that yours. How about we share? I can new one. Sao? Mới là lấy cái đó trong thiền thì showcase. Ừ. Này là cũng mất. I'm gonna go get. I think I got some chicken stuck in my teeth. Ừ, có chuyện bận quần áo. Hồi trước là mình bận sao, lấy đồ sao nó bận vậy. Bây giờ không có bận không. Đồ mình cảm thấy phù hợp hoặc là mình cảm thấy đẹp, nó không đẹp, nó kêu nó không không thấy đẹp á, nó không thích, nó thích bận. Hoặc là kiểu như là tự phối đồ một mình á, nhiều khi mình phải năn nỉ lắm. Bữa nay là Tammy cũng không có vừa ý cái đồ của nó đâu. Cái áo này nó không thích lắm, nó kêu nó không có hợp lắm với cái này. That's only because of the green and the blue. If it's the purple and the green. Oh, my nose. Okay. Ngon hả? Thật ngon ha? Ngon nhất con. Ngon nhất con hả? Con để cái này ở đâu? Con để thế. Wow, bữa nay sao mày ăn giỏi quá. I got mayo. Ăn nữa hả? Okay. Thôi các bạn ơi, mình sẽ dừng video đây ha. Có chị hai là vẫn ăn tiếp tục nha, chưa có xong. Nhưng mà mình sẽ dừng video đây tại video hơi dài rồi. Mình sẽ hẹn gặp các bạn trong video tới ha. Bye bye. Bye bye Tammy, bye bye cô chú cái nè.